Xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu là Kenzo V9 phiên bản mới nhất 2018. Hôm nay mình sẽ tiến hành mình test độ bám đường của Kenzo V9 lắp trên xe Airblade 2015 phiên bản hai gương cầu. Thì hôm nay là trời mới mưa rất là lớn. Mình sẽ chạy một vòng để mình test cái độ bám đường của Kenzo V9 phiên bản 2018 có chức năng điều chỉnh tiêu cự. Đây, các bạn có thể thấy xe của mình đang gắn là Kenzo V9 màu trắng, màu sáng trắng 6000K và trời rất là ẩm ướt. Hôm nay mưa rất là lớn nha mấy bạn. Đây mình sẽ test cái độ bám đường của Kenzo V9. Đó, trời ẩm ướt nhưng mà đèn cũng rất là sáng, không có thua gì mà trời khô ráo. Các bạn có thể thấy trong clip là cũng trời đang mưa lâm râm. Kenzo V9 có thể nói là một trong những bóng đèn sáng nhất hiện nay, với công suất là chỉ có 45W nhưng mà độ sáng thì tương đương với lại đèn L7, L8 60W. Công suất 40W giúp tiết kiệm điện năng cho xe rất là nhiều, lắp được cho tất cả những loại xe máy hiện tại bây giờ có bung xăng điện tử và không cần lên sạc. Trên mặt đường hiện tại bây giờ đang rất là ẩm ướt và khả năng bám đường của Kenzo V9 rất là tốt. Các bạn có thể thấy là trước mặt mình là một chiếc xe rim và mình có thể so sánh với đèn. Đó. Và đây là clip test thực tế khả năng bám đường của Kenzo V9 phiên bản mới nhất 2018 với chức năng điều chỉnh tiêu cự tự do, giúp bóng đèn phù hợp với tất cả các loại chó đèn hiện tại có tại Việt Nam và tất cả những dòng xe nhập. Hiện tại Kenzo V9 có đầy đủ các chân là H4, H4, H7, H11, 9005, 9012, D1S, D2S, gần như là đầy đủ cho tất cả các xe hiện có tại thị trường Việt Nam và các dòng xe nhập trên thế giới về Việt Nam đều có. Riêng cái dòng H1 thì shop cũng có, đó là XHB50 40W. Do cái dòng H1 là đặc tính của nó, bóng đèn, cái thân đèn rất là nhỏ cho nên Kenzo V9 không có thể làm được với 4 chip. Với 4 chip thì không thể làm được chân H1 nha mấy bạn. Nhưng mà tất cả những chân khác đều có hết. Chân M5, chân HS5. HS5 thì dành cho xe Airblade đầu to. Xe lít 110. Và bóng M5 là cho Airblade Thái. Các dòng xe rim, xe quay đời cũ. Và Kenzo V9 có đầy đủ các cái dòng chân cho cả xe máy lẫn xe hơi. Bạn nào quan tâm muốn nâng cấp đèn xe của mình thì vui lòng liên hệ Mr. Việt. Số điện thoại là 0979 840 890. Mình xin nhắc lại là số điện thoại của mình là 0979 840 890. Kenzo V9 là phiên bản đặc biệt do mình
độc quyền nhập khẩu về Việt Nam. Hiện tại là trên thị trường là chỉ có một mình có thôi, cho nên mấy bạn có thể liên hệ trực tiếp có được cái giá tốt. Trời mưa ẩm ướt nhưng mà khả năng bám đường rất là tốt nha mấy bạn. Mấy clip trước thì mình có làm là trời khô ráo thì ánh sáng rất là lung linh. Và hiện tại bây giờ thì mình cũng đang quay cái clip là trời mưa. Mấy bạn thấy là ánh sáng không có thua kém gì cả. Thường thì tâm lý người dùng là lo lắng là cái việc mà ánh sáng đèn màu trắng và không có bám đường khi trời mưa. Nhưng mà thực tế thì mấy bạn có thể thấy là xe Blade 2015 của mình đang gắn hai bóng Kenzo V9 màu trắng 6000 Kelvin và cho khả năng bám đường khi trời mưa rất là tốt. Đây, khúc này là đèn đường rất là sáng nhưng mà bóng Kenzo V9 cũng lấn át luôn cả đèn đường. Mọi thông tin chi tiết vui lòng gọi Mr. Việt số điện thoại là 0979 840 890 để được tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật. Trong các cái đoạn clip mà các bạn có thể tìm trên YouTube là Kenzo V9 hoặc là số điện thoại của mình thì sẽ ra tất cả các clip mà mình đã đăng tải, cách hướng dẫn, cách lắp đặt và sử dụng và các cái clip test trên từng dòng xe mình đã đăng tải trên YouTube, youtube.com. Và mình cũng đã sắp về tới nhà. Mình sẽ tiến hành test ánh sáng Cospa cho mấy bạn coi độ chuẩn của ánh sáng Cospa trên Kenzo V9 như thế nào nhé. Đây là ánh sáng Cos. Mình sẽ bật pha. Ánh sáng pha rất là đẹp, gom ngay giữa. Ánh sáng khá là chuẩn, đường cắt trên và đường cắt dưới rất là rõ ràng. Thì trước đây trên cái xe Blade này mình đã gắn bóng Lumileds. Thì trước khi Kenzo V9 ra thì bóng Lumileds là một trong những bóng phù hợp nhất đối với dòng xe Blade 2015. Nhưng mà từ khi có Kenzo V9 ra thì mình đã thay Kenzo V9 lên chiếc xe Blade này và cho ánh sáng tăng lên 25% so với đèn Lumileds trước đó. Và hiện tại bây giờ là Lumileds bán rất là chậm và khách hàng đã chuyển gần hết qua Kenzo V9. Và các bạn có thể thấy là ánh sáng cốt pha rất là chuẩn, pha là nằm ngay giữa cốt, rất là đẹp. Xe này thì mình đã tích hợp công tắc passing của SH và shop mình hiện tại cũng có bán công tắc passing này. Bạn nào cần hỗ trợ lắp đặt hoặc là mua về lắp thì vui lòng liên hệ 0979 840 890. Giá hiện tại của bóng Kenzo V9 này là 1.950.000 bao ship toàn quốc. Còn nếu mà bạn nào tới đây lắp đặt thì mình phải tính thêm 50.000 tiền công, đó là 1.900.000 một cặp. Hiện tại thì giá bán lẻ là 945.000 một bóng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.